Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã gây thiệt hại ngân sách gần 1 tỷ đồng ở Thanh Hóa. Xử lý hình sự 16 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phú Yên tạm đình chỉ công tác phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa để làm rõ vụ việc phá rừng. Bộ Công an đang nắm tình hình nghệ sĩ làm từ thiện, sẽ vào cuộc khi có dấu hiệu lừa đảo. Phá vụ án dùng container thực hiện 14 vụ lừa đảo mua bán gạo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Bắt giữ nam thanh niên phân phối hàng trăm phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 giả. Nhiều nhóm hội sử dụng tên Hà Nội đăng tin không chính thống trên Facebook sắp bị khai tử. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã gây thiệt hại ngân sách gần 1 tỷ đồng ở Thanh Hóa. Sau một thời gian điều tra vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Hồng, sinh năm 1965, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc; Hoàng Ngọc Thắng, sinh năm 1970, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh; Lê Như Hiếu, sinh năm 1972, kế toán Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, Mai Văn Hồng, khi đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, đã chỉ đạo Lê Như Hiếu, lúc đó là kế toán trưởng của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp cho một số chức danh ở cấp thôn với kho bạc nhà nước huyện Vĩnh Lộc để rút tiền ngân sách chi tiêu sai quy định. Đối với Hoàng Ngọc Thắng, lúc đó là thủ quỹ Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Mai Văn Hồng, Lê Như Hiếu đã bàn giao Tiến phụ cấp thanh toán các chứng từ lập khống để Hồng và Hiếu sử dụng chi tiêu sai quy định. Với thủ đoạn như trên, các đối tượng này đã lập khống 64 phiếu chi, bảng thanh toán phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách ở cấp thôn, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Xử lý hình sự 16 người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Báo cáo của công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Chính phủ gửi phiên họp thường trực mở rộng của Ủy ban Tư pháp mới đây khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có mặt cao hơn năm trước. Theo báo cáo của các bộ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức đơn vị liên quan, trong kỳ đã có 51 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó có 16 người đứng đầu bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật, khiển trách 16 người, cảnh cáo 10 người, cách chức 9 người. Cán bộ ngành địa phương đã tiến hành 3.108 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức tiêu chuẩn chế độ, phát hiện 276 vụ việc và 376 người vi phạm, giảm 27,2% số vụ và 37,1% số người vi phạm so với năm 2020. Hiện đã xử lý hành chính 188 người, kiến nghị thu hồi 50,8 tỷ đồng, được thu hồi lại là hơn 43 tỷ đồng. Công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội cũng được quan tâm và chú trọng. Theo đó đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại 5.530 cơ quan tổ chức đơn vị, tăng 63,5% so với năm 2020. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 80 cán bộ công chức viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, giảm 44,9% so với năm 2020. Chính phủ cũng cho hay, trong năm 2021, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị với số tiền 350 triệu đồng và 2 người bị xử lý do có vi phạm về kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ. Theo đánh giá của Chính phủ, công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ công chức viên chức để phòng chống tham nhũng vẫn còn hạn chế. Một số bộ ngành địa phương, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý có trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về quy trình thủ tục nhưng xử lý chậm và chưa thống nhất. Thậm chí có trường hợp bổ nhiệm thân tốc, bổ nhiệm không đủ điều kiện tiêu chuẩn, thiếu minh bạch, gây hoài nghi trong dư luận. Chính phủ cũng dự báo năm 2022, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi hơn, phức tạp, khó lường hơn. Do đó phải kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Phú Yên tạm đình chỉ công tác Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa để làm rõ vụ việc phá rừng. Ngày 7 tháng 9, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc phá rừng xảy ra tại lâm phần của Ban Quản lý này theo đúng quy định. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh làm rõ những đối tượng có liên quan trong việc phá rừng trái pháp luật xảy ra thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa ra soát kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm. Như đã thông tin, tại lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa thuộc tiểu khu 162 thuộc địa bàn xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã xảy ra vụ chặt phá rừng khoảng 2,7 hecta rừng, trong đó rừng sản xuất là 0,7 hecta, rừng phòng hộ hơn 1,9 hecta. Các khu vực rừng bị phá gồm dốc cốc khoảnh 4, sồi dĩ khoảnh 6 và treo reo khoảnh 8. Bộ Công an đang nắm tình hình nghệ sĩ làm từ thiện và sẽ vào cuộc khi có dấu hiệu lừa đảo. Thưa quý vị, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, Công an vẫn chủ động nắm bắt thông tin trên mạng, dư luận về những lùm xùm quanh việc quyên góp từ thiện và xác định đây cũng là một nguồn tin tố giác tội phạm. Khi thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ vào cuộc. Vấn đề lùm xùm chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đã được Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời báo chí bên lề buổi họp chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 6 tháng 9, nhất là sau những ồn ào về tiếp nhận minh bạch tiền quyên góp của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh. Theo ông Xô, việc cá nhân tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn là nghĩa cử rất cao đẹp, mang tính nhân văn. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng góp này. Ông cho biết việc tiếp nhận và vận động, phân phối việc sử dụng nguồn đóng góp này được pháp luật quy định rõ tại Nghị định 64/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ông Xô nói, theo các quy định này, việc vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng tiền hàng phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật nghiêm cấm hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm việc gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền hàng của tổ chức, cá nhân quyên góp. Tướng Xô cũng khẳng định khi có dấu hiệu về việc chiếm đoạt tài sản, tiền hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng xem xét xử lý với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Xô lưu ý đến thời điểm này, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chưa nhận được báo cáo nào về việc chiếm đoạt tài sản, tiền hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ từ thiện và công an các địa phương cũng chưa có báo cáo tập hợp về nội dung này. Song công an các cấp vẫn chủ động nắm bắt dư luận về những sự việc, hiện tượng này và nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, những sự việc gây bất ổn xã hội, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ. Với nguyên tắc, thông tin dư luận cũng là một nguồn tin tố giác tội phạm, ông Xô nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi nếu ai có chứng cứ tài liệu về việc lừa đảo trong quyên góp từ thiện thì hãy tố giác và gửi cho cơ quan điều tra. Vụ án dùng container thực hiện 14 vụ lừa đảo mua bán gạo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, việc thông báo để tìm những bị hại là nạn nhân của nhóm đối tượng giả danh việc mua bán gạo trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh là nhằm mục đích lừa đảo trục lợi. Với thủ đoạn tinh vi là mua những xe container gạo của một chủ vựa, sau đó tìm cách bán chính các container gạo này cho các chủ vựa khác, rồi thuê xe chở từ nơi bán tới nơi mua. Nhóm đối tượng đã thực hiện chót lọt 14 phi vụ, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Ông C sinh sống trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, làm nghề kinh doanh gạo lâu năm, là một trong những nạn nhân đã bị lừa đảo. Vào tháng 5 năm 2021, có một người đàn ông gọi vào điện thoại di động của ông C, tự giới thiệu tên là Toàn, nói có 150 tấn gạo cần bán. Giá bán gạo của Toàn thấp hơn so với giá gạo chung trên thị trường. Ông C đồng ý mua và yêu cầu Toàn đem gạo tới một kho chứa tại huyện Cái Bè. Sáng hôm sau, có 3 container chở 150 tấn gạo đến kho chứa như đã hẹn. Sau khi kiểm tra xác định đúng loại gạo cần mua, nên ông C đã chuyển 600 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do Toàn cung cấp trước khi đem gạo vào kho. Tuy nhiên, khi tiền chuyển đi xong, tài xế không đồng ý giao gạo với lý do ông chủ chưa nhận được tiền. Lúc này ông C và tài xế container mới biết đều bị lừa vì một ngày trước đó có người tên Toàn gọi điện đặt mua 150 tấn gạo. Khi nào đưa gạo đến kho như địa chỉ, ông C cung cấp sẽ trả tiền. Cùng với thủ đoạn vừa gọi điện đặt mua hàng, vừa chào bán hàng, vào tháng 7 năm 2021, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 531 triệu đồng của ông T, cư trú tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Địa điểm giao nhận hàng là một kho chứa gạo trên địa bàn huyện Cái Bè. Theo cơ quan công an, dù biết được số tài khoản giao dịch nhận tiền, nhưng sau khi kiểm tra thì đối tượng này nhiều năm đã không sinh sống tại nơi cư trú. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm ra địa điểm ẩn náu của các đối tượng tại một khu vực hẻo lánh thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cuối tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh lần lượt bắt giữ Huỳnh Hòa Khánh, 46 tuổi, cư trú tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Đỗ Trần Phương Duy, 33 tuổi, cư trú tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Khám xét nơi thuê trọ của hai đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều trang sức bằng vàng, 4 điện thoại di động, 4 sim điện thoại, 8 thẻ ATM, 26 triệu đồng và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh và Duy đã nhận tội và khai rằng vì đã từng mua bán gạo, biết được những quy ước trong nghề nên nảy sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận cùng một thủ đoạn trên từ tháng 8 năm 2020 cho tới khi bị bắt, nhóm đã thực hiện được 14 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân tại tỉnh Tiền Giang, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ nam thanh niên phân phối hàng trăm phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 giả. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ngày 7 tháng 9 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Công, sinh năm 1992, trú tại Hoàng Thạch, khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và các đối tượng có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương và Công an thị xã Kinh Môn xác định thông tin về ổ nhóm làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại quán photocopy Công Phương, số 25 đường Hoàng Thạch, tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, bắt quả tang Nguyễn Văn Công bán phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, địa chỉ tại thôn Tân Trung, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cho Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1997, trú ở Kinh Môn, Hải Dương, với giá 200.000 đồng mỗi phiếu. Qua đấu tranh, Công khai nhận làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để bán cho Hiền sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch. Khi bị bắt giữ, Nguyễn Văn Công đã tự nguyện giao nộp một ổ cứng, một CPU và màn hình máy tính, một máy scan, một máy in full, 2 điện thoại di động là công cụ mà Công sử dụng vào việc làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Công, cơ quan công an thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, mẫu dấu của các cơ quan tổ chức. Kiểm tra 2 điện thoại di động của Nguyễn Văn Công có nhiều hình ảnh phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Nguyễn Văn Công khai nhận đây là những hình ảnh mà anh ta đã làm giả phiếu trả lời xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trung tâm y tế và bệnh viện cho trên 100 đối tượng là lái xe, người buôn bán và công nhân, sau đó gửi cho họ qua Zalo để sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch với giá 150.000 đồng mỗi phiếu. Kiểm tra ổ cứng và CPU của Nguyễn Văn Công lưu hơn 200 mẫu dấu tròn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chữ ký và dấu chức danh của nhiều người có chức vụ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. Công khai nhận đây là mẫu dấu chữ ký và dấu chức danh lưu lại để phục vụ việc làm tài liệu giả của cơ quan tổ chức khi có người đến đặt và thuê người ta làm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng để điều tra vụ án. Nhiều nhóm hội sử dụng tên Hà Nội đăng tin không chính thống trên Facebook sắp bị khai tử. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang nhóm sử dụng tên Hà Nội, Hà Nội News, thậm chí sử dụng hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng thủ đô Hà Nội đã được quy định tại Luật Thủ đô. Các trang nhóm này đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không chính thống, thiếu chính xác về hoạt động của thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc đăng tải các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội. đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Nhiều nhóm hội có tên Hà Nội trên Facebook có nhiều lượt tương tác, nhiều nhóm có từ vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu lượt tương tác, người like và share. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm của riêng mình ở bên dưới phần bình luận này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.